Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em có một cái miếng dán cường lực của cái con iPad Pro 18 12.9 inch. Nó rất là to. Thì làm cái clip này ấy, cũng mục đích để mà xem là không may nếu mà nó có bị trong quá trình vận chuyển nó có bị vỡ hay không. Và nhân tiện là hướng dẫn các bác nào mà chưa biết dán cái cường lực này thì các bác tự tin để mà dán. Thì cái cường lực này dán rất là dễ thôi. Em sẽ bóc nó ra. Rồi, đây, bóc cái lớp ngoài ra rồi. Tiếp tục bóc cái lớp trong thôi. À, đây còn cái lớp. Đâu rồi, đây có cái miếng dán siêu, gần như miếng siêu ấy. Bóc cái miếng này làm nữa, cắt đó. Ồ, cắt ra rồi mà vẫn không ra là sao? À, bên này còn cái miếng siêu nữa các bạn, ba lớp luôn. Bên này chắc cắn ngoài nữa rồi. Đấy, các bác có thể thấy là cái đóng gói của cái miếng cường lực này khá là ổn luôn, rất là chất luôn. Đây, nó đùng đoàn luôn đó. Hy vọng là nó không bị vỡ. Rồi, lấy nó ra luôn xem nó có bị vỡ không. Đó, thế đây, các bác có thể thấy là nó không bị vỡ. Đấy, các bác có thể thấy miếng cường lực này nó chỉ có một cái lỗ duy nhất ở cái chỗ mic mic phía trên ấy. Em rất thích cái miếng cường lực này tại vì nó không bị quét tai thỏ như kiểu kiểu mấy cái miếng của Nikin hay miếng cường của hãng khác ấy. Thì đương nhiên là nó không đục như này, nhiều bác sẽ nghĩ là nó sẽ bị cái việc mà phơi đi nó có ảnh hưởng gì ấy. Thì thực ra là em đã dán cái miếng này trên cái con 11 rồi, 11 inch 2018 rồi ấy. Thì nó không có vấn đề gì cả và nó cái độ bám dính nó rất là tốt, và cái việc để lại cái dấu vân tay ở trên cái mình cường lực này nó ít hơn hẳn so với việc mà cái miếng mà không dán gì ấy. Đấy, không dán gì nó rất là bám vân tay kinh khủng luôn đó. Thì hôm nay sẽ dán thử cho các bác xem luôn nhé. Đây là cái miếng lau thôi, lau nó cũng bọc luôn. Đây, đây có miếng để dính bụi này, khăn lau này, và đây là cái miếng chắc là miếng ướt thôi, trong này hết rồi, có thế thôi. Đây, em sẽ dán luôn cho các bác xem nhé. Dán một cách rất bình thường thôi, không cần phải có một cái vật dụng gì khác nữa cả. Quan trọng là các bác căn cái điểm chuẩn của nó cho nó chuẩn thôi. Đó, bỏ để cái này luôn đây cho các bạn, dán cho các bác xem luôn. Bỏ này cẩn thận một chút để khỏi nó bị vỡ thôi. Rồi, đây là con iPad Pro 2018 bản 12.9. Thôi bỏ này ra đi cho đỡ bự. Em sẽ để gần lại một chút nhé. Này, đó. Rồi, tầm này đi. Thì hiện tại là cái con máy của em nó rất là bám dấu vân tay kinh khủng luôn. Đây là đúng là miếng ướt các bạn. Lau đi thôi. Thì trước tiên ấy, các bác lau thì lau thôi, nhưng mà các bác phải ướm thử xem là cái miếng cường lực của mình ấy nó sẽ nằm như thế nào. Ôi, các bác thấy không? Cái miếng cường lực này thậm chí còn không có chỗ để mà cái miếng để mà mình bóc ra ấy. Mình phải hoàn toàn lựa tay vào mà bóc luôn đấy. Thì đây, các bác cứ ướm trước đi. Quan trọng các bác phải ướm cho nó chuẩn thôi. Em phải ngồi lại đằng này các bạn. Hy vọng là cái máy nó không bị nét sai. Thì đây, các bạn phải ướm trước nhé, các bạn ướm trước xem là nó
nó tầm nào? Bây giờ em lau vào đây nó hơi ướt, đây nó bị dính, lau lại một phát nữa. Cái miếng nó khá to mà, cho nên các bác phải ướm chừng cho nó xem thế nào. Đó, các bác ướm nó cân cân là được thôi, cũng không quan trọng cho lắm đâu. Như cái miếng lần trước 11.11 inch ấy, em dán nó bị lệch và còn bị bụi nữa, em còn phải tháo ra cơ mà. Đấy, nó tầm như này là chuẩn này. Nếu như bác nào mà chắc ăn ấy thì các bác dán hai cái phía đầu cũng, hoặc phía đít cũng được, dán cái miếng băng keo vào đấy cho nó chuẩn, nhưng mà thôi em không cần, em dán tay không luôn. Đó, bây giờ em sẽ lau sạch. Này, dù cái miếng ướt nhé, lau sạch cái mặt của cái iPad đi, lau thật sạch nhé. Nó hơi ướt đấy, cái ướt này thì không vấn đề gì. Rồi sau đó các bác dùng cái miếng rẻ, các bác lau lại để cho nó khô đi. Các bác chú ý lau cho nó thật sạch nhé, và chú ý các bác nhìn kỹ vào, nó không để lại một cái vết bụi nào cả, thì khi đó các bác lau nó mới chuẩn, các bác dán mới chuẩn được. Và chú ý các bác mà khi mà dán ấy, cũng đừng bật quạt hoặc là bật cái gì đó mà tạo cái môi trường nó có bụi ấy, để phòng nó tĩnh ấy, nó không bị bụi. Cái quan trọng là bước quan trọng nhất là cái vẫn là bước lau bụi này các bạn. Các bạn phải lau thật sạch. Có bụi là nó sẽ bị bong bóng ngay. Thế nên các bác chịu khó ngồi lau cho nó kỹ vào. Ừ, chỗ này nó bị cái vấn đề gì ạ? À, vẫn không sạch các bạn, không hiểu sao vẫn không sạch được. Đó, là phải lau lại cái miếng ướt một phát nữa. Rồi, lau lại phát nữa xem có sạch không nào. Cái bước này khá là lâu và đòi hỏi sự tỉ mỉ, và các bác phải nhìn nhìn cho kỹ nhé, nhìn cho kỹ là xem là có còn hạt bụi nào không. À, sở dĩ mà tại sao em dùng cái miếng này ấy, tại vì cái miếng này em đã cũng đã sử dụng một số cái miếng khác rồi, kể cả của Nikin luôn ấy, thì cái độ bám dính hoặc là cái độ mà chống cái vân tay thì nó cũng xem xem nhau thôi, nhưng mà cái miếng này nó chỉ đục một cái lỗ duy nhất ở cái lỗ mic này thôi, dẫn đến là nó sẽ tạo cho các bác cái sự liền mạch, mà tạo như kiểu là các bác dán mà không dán ấy, nó rất là tuyệt vời đó. Cho nên em sử dụng cái miếng này thôi, và cái miếng này cũng khá là đắt, em mua cái thị trường lúc bây giờ em giá là tầm 300.000 đấy, và rất rất là ít người bán nhé, gần như là trên Shopee hoặc là trên những cái trang trang online, trang bán online là gần như là không có luôn. Nhiều khi là nó để cái hình mà biểu tượng giống cái kính này, nhưng mà thực ra là nó không phải đâu, cho nên các bác mua các bác phải hỏi kỹ nhé. Còn cái miếng này em mua trên trên Facebook thôi, bạn em bán, các bạn muốn mua thì cứ liên lạc em cũng được. Ai chà, có lẽ ra thì phải tắt nguồn đi, nhưng mà thôi em tắt nguồn luôn.
Thôi, không cần tắt đâu. Em chưa tắt nguồn các bạn. Em tắt nguồn luôn nhé. Tại vì khi mà cứ dính vào nó bị sáng màn hình lên. Khi mà sáng màn hình lên thì các bác sẽ khó để nhìn thấy cái bụi. Đấy, em tắt nguồn luôn rồi. Đấy, các bác chịu khó mà nhìn kỹ và phát hiện ra bụi, các bác dính nó đi. Để tránh trường hợp mà khi bác dán xong rồi nó có bụi thì tháo ra khá là mệt. Nhiều khi cái bụi rất nhỏ luôn. Đây nhỉ. Phải lau vắt nữa rồi các bạn. Cái clip này có thể là sẽ rất là dài, nhưng mà các bác chú ý là các bác chịu khó và kiên nhẫn một chút. Nhiều khi phòng em không có bụi, không có tí gió nào đâu, nhưng mà trong quá trình thao tác nó cũng tạo ra bụi các bạn. Chán thật. Họ em làm rất là tỉ mỉ, rất là từ từ luôn. Khi là không gây ra một tí bụi nào, nhưng mà thực ra là nó vẫn có bụi các bạn. Có bụi nhỏ nhỏ tí tí ạ. Rồi, em thấy là nó cũng hết bụi rồi đấy. Thì đây là cái tấm kính nhá. Các bác sẽ phải lột một cái đầu ra. Thì các bác chú ý là khi mà lột ý, các bác đưa ra khỏi cái màn hình nhá, chứ đừng để ở đây mà lột. Nhiều khi là trong quá trình các bác thao tác lột cái miếng dán ở sau ra ấy, vô tình bụi nó sẽ rơi lên đây. Thì các bác cứ bỏ ra ngoài mà lột. Lột xong rồi các bác cho vào đây các bác dán thôi. Đây, em vừa đưa vào mấy phát bụi vào đây rồi. Sợ thật. Rồi, tạm thời là có vẻ hết bụi rồi đấy. Em sẽ lột ở ngoài này. Tại vì cái miếng này nó cũng có phải là sạch sẽ lắm đâu, nó vẫn có bụi mà. Cái miếng này không có, tuy không có cái miếng hỗ trợ gỡ ra, nhưng mà nó cũng khá là dễ dễ bóc ra thôi, nên các bác cứ bóc ra là được rồi. Đó, tại vì miếng này khá là to, cho nên các bác phải dùng cả hai tay như thế này, các bác đưa nó vào thôi. Đấy, và trong quá trình đưa vào thì các bác hoàn toàn phải căn cho đúng cái lỗ ấy. Quan trọng là cái đúng cái lỗ, cái chỗ lỗ đục một phát ở trên chỗ cái mic ấy. Và nhìn cho nó, chỉnh cho nó kỹ. À. Khi các bác mà căn được cái lỗ đấy rồi thì các bác những cái chỗ khác thì các bác nó dễ hơn. Đấy, cái này thì hoàn toàn các bác phải dựa vào cái khả năng căn chỉnh của các bác thôi. Như em thấy là nó khá chuẩn rồi đấy. Chỉ xong thì các bác thả xuống thôi.
Đó. Đó các bác, khi mà các bác căn chỉnh nó chuẩn rồi ấy, các bác thả xuống là nó dính thôi, rất là dễ thôi. Đó, nó còn có bọc khí này thì các bác ép một tí là nó ra thôi, không vấn đề gì, miễn sao các bác căn chỉnh nó chuẩn là được. Đó, dùng tay các bác nó cũng ra rồi nè. Đó. Đây, cầm mấy cái bóng bóng này đây này. Các bác dùng tay các bác ấn nó ra thôi. Đây là em không có một cái dụng cụ gì hỗ trợ đâu nhé. Hoàn toàn tay không luôn. Nếu bác sợ mua về không dán được thì các bác cứ tự tin lên. Không sợ đâu. Đây, cái này là hơi khó tại vì không sợ đâu các bạn, cứ đẩy dần dần là nó ra thôi, kiểu gì nó phải ra. Đó, cứ dần dần nó sẽ ra thôi. Ừ. Nó có thể hơi lâu nhưng mà nó sẽ phải ra hết, cứ ra gần mép mà nó ra hết. Đó. Rồi, đấy rồi. Cứ đẩy là nó sẽ ra thôi. Đó, nhiều khi các bác dùng cái miếng gạt, các bác gạt thì nó nhanh hơn, nhưng mà không có thì thôi, cứ để tại cũng được. Đấy, như em dán nó hoàn toàn không một vết bong bóng nào luôn, không một vết bụi nào luôn. Lau lại cho các bác xem. Ok. Thì em dán xong rồi, nó phải nói là gần như hoàn hảo luôn, không có một tí nào mà bụi hay vấn đề gì cả. Thì tại sao em dùng cái miếng này, tại vì các bác có thể thấy này, cái miếng này, cái nó cái cạnh của nó ấy, họ bao cong không biết được bao nhiêu d nhưng mà em nghĩ là tầm khoảng 2,5 d, thì các bác rờ kiểu này này nó không bị cấn đâu, nó rất là tuyệt vời, nó không bị cấn. Và những cái, để em quay gần lại một chút nhé, cận cảnh cho các bác xem. Các bác chờ xíu. Ôi trời, nó hơi bị khó lấy nét các bạn. Thì đây, các bác có thể thấy này, những cái cạnh của nó rất là khít, nó không có thừa mấy ấy. Đấy, tất cả các cạnh này. Đó, đây là cái cạnh như này, rất tuyệt vời. Đây, các bác có thấy này, nó chỉ có một lỗ duy nhất ở đây thôi, ở cái mic trước này thôi, đấy là nó cho cảm giác rất là liền mạch. Đấy, nếu như các bác làm dán mà nó còn bọt bọt như này thì các bác miết một tí là hết thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Đây, có một lỗ duy nhất ở đây thôi, còn lại là nó kín hết, liền mạch hết. Đây. Đó. Quá ổn luôn các bạn. Thì nếu như các bác nào mà không phải là viết hoặc là vẽ nhiều ấy, thì các bác nên mua cái kính cường lực kiểu như này, thì nó sẽ cho cái độ trong và độ trải nghiệm nó sướng nhất, và nó khi mà các bác vuốt tay vào nó mượt nhất. Còn nếu như các bác nào mà dùng cái việc mà viết vẽ nhiều thì các bác mới nên mua cái cường lực paper line ấy, gọi là cường lực giấy đấy, thì viết thì nó sẽ cho cảm giác viết thật hơn. Nhưng mà em thấy cũng không nhiều bác mà dùng cái paper line được lâu đâu, tại vì dùng cái đấy nó nhanh chóng bị cái mòn bút ấy. Đó, thì em thấy là dùng cái miếng này ấy, các bác viết vào ấy, nó rất là tuyệt vời. Nó cũng đây các bác, để chờ tí, à quên tắt nguồn rồi, em bật lên. Thì tại vì cái miếng này em dùng trên con
bản 11 inch rồi. Cái việc mà viết vẽ của nó cũng rất là bình thường luôn, không vấn đề gì cả. Đây, các bác chờ tí này, nó khởi động lên em sẽ viết cho các bác xem. Lên chưa? Đây. À, chưa chưa nhận à? Rồi. Đây, có thể thấy này. Em viết nhé. Rất là bình thường luôn. Đó. Nó cho cảm giác viết nó không khác gì, không khác một chút nào về việc mà khi mà chưa dán cái miếng này đâu. Và đương nhiên nó sẽ không sướng bằng cái việc mà dùng cái paper line rồi, nhưng mà để mà xem giải trí rồi xem YouTube các thứ thì nó lại sướng hơn vì nó không bị làm mờ cái màn hình đi. Rất là tuyệt vời. Đó. Thì em đã hướng dẫn các bác dán nó rất là dễ dàng như thế rồi. Nếu như bác nào muốn mua cái miếng cường lực mà chỉ có đục một lỗ như chỗ này này thì các bác có thể liên hệ em sẽ chỉ chỗ cho các bác mua. Còn mấy cái chỗ mà trên Shopee các thứ thì họ chỉ cái đăng hình thế thôi chứ thực ra là không phải đâu. Đó, các bác chú ý nhé. Rồi, ok, chào các bác.